Thưa quý vị và các bạn, sự học là phương tiện để mỗi con người chúng ta nâng cao tri thức, kiến thức, đáp ứng khả năng vận hành thích hợp với cuộc sống thực tế. Trải qua hàng ngàn năm, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi người đều tích lũy cho mình nhiều kho tàng quý báu từ việc học. Đó có thể trở thành tài sản vô giá cho những thế hệ kế thừa. Tuy nhiên, việc học bao giờ cũng có sự sàng lọc và chuẩn hóa cách học, kiến thức học, tính ứng dụng. Trong tiết mục Thuần Phong Mỹ Thuật tuần này, xin mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang nói về giá trị của sự học qua câu tục ngữ học đi đôi với hành. Xin chào nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang ạ. Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long. Thưa ông, xin ông cho biết câu tục ngữ học đi đôi với hành có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của mỗi người ạ? Kính thưa quý vị, Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia rất đề cao sự học. Chế độ khoa bảng thời phong kiến đã có từ năm 1075 cho đến năm 1919, tồn tại 845 năm. Việc học ở Việt Nam chúng ta có nhiều góc nhìn khác nhau, từ bình dân cho đến hàng bác học, đều rất là đa dạng và đầy thú vị. Đối với bình dân, họ chú trọng đến việc học tu sửa để thành người, ra đường để mến người ưa. Thế cho nên mới có câu ca dao rằng: học là học đảo làm người, con đừng liêu lỏng kẻ cười người chê. Là một quốc gia có nền nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo, nên những thuật ngữ cày sâu cuốc tấm hay là ruộng ký điền tâm đều mang hơi hướng tinh thần học tập. Trong giáo dục xưa, ông bà ta hay mượn những câu chuyện cổ như là học như ánh tuyết, học như Nan Quỳnh, nghĩa là người học trò nghèo không có tiền mua dầu đốt đèn để học thì phải lấy tuyết mà hấp thụ ánh sáng của dần trăng chiếu xuống sách để thấy đường mà đọc chữ, hay là lấy ánh sáng của con đom đóm thay đèn mà đọc sách. Trong những tấm gương xưa về học tập thì có câu chuyện kể mà được yêu thích nhất, đó chính là Trạng Nguyên Mạc Đỉnh Chi hồi năm 1304. Đối với tầng lớp tri thức xưa, họ quan niệm rằng học du cổ cũng nảy hữu hoạch, nghĩa là thông hiểu những lời răn dạy của người xưa thì sẽ tiếp thu được đạo lý. Tuy nhiên, cách học của tầng lớp tri thức xưa quả là phụ thuộc vào tư thư, ngũ kinh, đôi khi có những kiến thức trở nên giáo điều, áp đặt và gây ra mất bình đẳng, mất tính dân chủ. Do vậy mà giới tri thức giả có tư duy khoa học luôn đề cao tính thực học, đúc kết nên câu nói học đi đôi với hành, nghĩa là kiến thức mình học phải ứng dụng được. Thế thì học ở đây được hiểu là gắn với vấn đề lý thuyết. Bên cạnh đó, hành là thực hành, là quá trình vận dụng kiến thức vào cuộc sống, đem những điều đã học được vào thực tế để mà kiểm tra đúng hay sai và làm sinh động thêm những điều đã học. Hành có nhiều cấp độ, như là bắt chước người khác làm lại theo những gì mà mình đã học còn lưu trong cái trí nhớ, sáng tạo những cái cách thức hoạt động mới. Mức độ hành mà đạt được hiệu quả đến đâu thì nó còn tùy thuộc vào mà việc ta học và lĩnh hội kiến thức được bao nhiêu. Giả dụ như công việc của người nông dân làm trên đồng ruộng khác với người kỹ sư nông nghiệp làm ở trong nhà phòng nghiên cứu. Tương tự thì người công nhân vận hành máy móc trong nhà máy về bản chất thì khác với nhà khoa học mà thí nghiệm ở trong phòng chuyên dụng. Và muốn cho việc học và hành đạt được kết quả tốt nhất thì có nhiều phương pháp, thì trong đó những phương pháp được rất nhiều người thực hiện như là ứng dụng phương pháp cải thiện trí nhớ giúp mà tập trung nắm bắt kiến thức tối ưu, tiếp tục học và thực hành những điều mới để mà trở nên chắc chắn tính hiệu quả của việc học. Học theo nhiều cách, theo nhiều phương pháp để tạo sự thú vị và củng cố thêm kiến thức, dạy những gì mà ta đã học được cho người khác thì giúp cho chúng ta nhớ thêm nhiều kiến thức và lại học được từ người khác. Ứng dụng cách học buổi trước để mà thúc đẩy cho việc học tập mới ở buổi sau, tiếp thu kinh nghiệm thực tế để cải thiện việc học, tra cứu những câu trả lời thay vì đấu tranh để ghi nhớ. Hiểu cách bạn học tốt nhất là nhận ra cái thói quen và phong cách học tập của mình có đúng hay chưa, sử dụng bài kiểm tra để tăng cường tối đa hóa hiệu quả học tập. Nhân dân thì có rất nhiều cách để học. Như vậy, trong thời đại 4.0 hiện nay thì ông có chia sẻ gì để việc học đi đôi với hành mang lại hiệu quả thưa ông? Thì trong khuôn khổ chủ đề học và hành hôm nay, tôi có đôi lời chân thành. Chúng ta nên học cho chuẩn đúng với khả năng của mình và phải xác định kỹ tầm nhìn về nghề nghiệp tương lai. Đừng nên quá phí phạm về việc học lan man,
học không có cái tính định hướng, không có khoa học, thiếu ứng dụng thực tế, khiến chúng ta mất nhiều thời gian, mất nhiều tiền bạc, sức khỏe, rốt cuộc rồi thì lại không mang được kết quả gì. Trong thời đại 4.0 là thời đại cánh cửa thông tin mở rộng, nhiều kho tàng quý báu kiến thức giúp chúng ta tiếp cận rất dễ dàng. Ngồi tại nhà có thể tham gia những khóa học từ nước ngoài qua ứng dụng Zoom. Chúng ta có thể tiếp cận nhiều sự chia sẻ kiến thức toàn cầu qua podcast, rồi video clip hay là các bài viết khoa học khác. Tuy nhiên chúng ta phải luôn tự đưa ra cảnh báo ở một số hình ảnh, bài viết hay là video clip mà đúng hay sai, tự thanh lọc kiến thức cho phù hợp, biến kiến thức đó thành tài sản riêng của mình phục vụ cho công việc thực tế. Lenin có câu nói rằng, học, học nữa, học mãi, quả là không có sai thưa quý vị. Không phải là chúng ta là học sinh, sinh viên thì chúng ta mới học. Việc học là việc cả một đời, nhằm giúp chúng ta có thêm sức đề kháng, có thêm sức mạnh cho tâm thể trí, vững vàng trước những thay đổi của cuộc sống. Nếu chúng ta tự mãn vì đã có kinh nghiệm dày dặn, đã có bằng cấp học vị mà không còn quan tâm để nâng cao kiến thức trình độ nữa, thì chúng ta sẽ trở nên lạc hậu trong thời gian giãn cách do phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãy xem đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiếp cận học tập cao dồi kiến thức qua nhiều cái phương tiện khác nhau. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Nhật Quang với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, nội dung cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề Nhịp sống văn hóa kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.